Em hơi đấy. Dì hay là về phòng này xem mà kiếm cái gì quay tiếp nhỉ? Chắc là thế thôi. Về phòng dạy tiếng Mông cho mọi người. Đi thôi, đi chưa đi? Tạm biệt. Ông máy mày đi sau chứ? Mày đi sau à? Tạm biệt dạy tiếng Mông cho ông Angola kìa. Tụi nó cái ô. Lindo dạy cho mấy tiếng tán gái. Vừa lên sản phẩm tất hết cả nhà nhá, nhanh tay bấm vào giỏ hàng nhá, nhanh tay nhá cả nhà mình nhá. Ô, em chụp anh hay như nào? Đi cả cầu thang vậy được mà. Không phải chụp anh à? À, ok, cảm ơn. Chú anh chị. Đâu đi? Như nào? Nhiều hai ạ. Rồi. Vừa trước bọn anh đi vào trong làm ấy. Người ta toàn là dạy cho mấy câu 17. À dạ. Ôi cái gì ấy nhỉ? Cái này là hơi nước hoặc là lửa ba đi. À nước rửa tay à? Rửa tay. Sắp tay đây. Ôi. Ai? Đây. Bạn Hiếu, chủ quán cà phê Tâm Linh. Đi thôi. Quà đặc trưng của Hà Giang. Vâng, anh cảm ơn. Đây là cà phê Tâm Linh Mạch. À vâng, anh cảm ơn. Cà phê của Tâm Linh Mạch. Vâng, anh cảm ơn nhé. Cảm ơn. Thăm mảnh đất Hà Giang. À dạ vâng. Vâng, anh cảm ơn. Đây. Cà phê phố cổ. Cái này là chỉ tìm quan nữa. Nếu mà chụp ở chỗ nào ấy mà quen thuộc với quán thì càng tốt. Đây cà phê phố cổ đấy. Anh ơi, em đi lấy trang cái số này đây rồi. Đang ngủ không phải cho ra đây. À, thế thì đi chụp ảnh. Đây hoặc là ngồi trong cái chỗ này đẹp này. Đẹp hơn này nhỉ, đúng không? Đâu, cả nhà mình đâu rồi? Cả nhà mình đâu rồi? Team Việt Phi đâu rồi? Đây, vào đây. Team View đâu rồi? Team View ơi! Linh Đô ngồi đây. View ngồi đấy, View ơi. Mình nhắc cắm hình. Ừ, ai chụp ảnh à? điều hòa nha mọi người ơi. Đây anh đứng giữa đây, anh đứng giữa đây chụp. Vâng. Rồi. Cho em xin cổ. Rồi. Anh cho em xin chụp với anh một kiểu đó. Được. Đây em mở. Anh chờ mãi. Anh chờ. Đây chụp ảnh chụp ba đi. Bỏ câu cái đi mấy trong cái số. Sao để biết ở đây? Dạ không phải, thực ra là vô tình thôi. Vô tình biết đang xem like của anh. Thế là thấy quán quen. Ui, like từ lúc ấy mà chạy lên đây nhanh thế. Không, nhà em ngay đây đâu. Nhà ngay đây. Một kiểu ảnh. Dạ vâng. Tít đứng ở đây cơ. Tít đứng ở đây. Sao đứng ở đây cơ? Em xem like anh, bỏ lên đồng văn cho em ấy. Vâng, em cảm ơn nhá. Chụp đi, chụp. Cứ cười thôi. Anh ơi, mình ra đây chụp đúng không? Nhanh. Bỏ anh đi theo đoàn không? Anh ấy chụp em kiểu anh ấy. Dạ. Vâng. Em cảm ơn anh nhá. Chẳng tư xíu kiểu. Vâng. Anh em xin chụp kiểu.
Ui, nó hơi mờ anh ơi. Trời ơi, trời nắng. Thôi cho em, thôi cho em, thôi cho em. Thôi, cảm ơn mọi người nhé. Piu. Hiện tại đang ghim giỏ hàng cả nhà ơi, đang ghim giỏ hàng nhá. Đừng có chụp, đừng có chụp. Đéo đâu, chỗ này chán nè. Là chụp chụp. Đéo lúc hẳn giờ này. Anh ơi, kiểu này em mở rồi chứ em kể kiểu này. Cho cho cho. Con nói chim nhiều quá rồi. Rồi, chọc quá anh ơi. Ơ, Nhật Lệ kia. Không ai chụp với Nhật Lệ à? Anh không ai chụp với Nhật Lệ à? Little, can I take a picture with you and calling a little bit? Yes. Ah, yeah. Oh, cái gì nói tiếng Anh à? Chữ ký á? Sao chữ ký làm gì? Thôi chụp ảnh đi, chụp ảnh đừng. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anh cảm ơn. Cầm máy rồi. Anh ơi, vẫn còn em nữa ạ. Đâu, chị xin lỗi. Ok. Cháu là mình mấy năm rồi đấy. Cái gì? Ký cái gì? Dưới cố tiên. Rồi, anh nhờ vé đấy chứ không phải ký đâu. Chị Ngân. Đấy ngay đi. Anh ơi. Rồi, thôi chào mọi người nhá. Rồi, em chào mọi người nhá, em chào mọi người nhá. Đi, đứng dậy đi. Lễ, ai chụp ảnh với Lễ? Ai chụp ảnh với Lễ? À không, ai chụp ảnh với Lễ không? Ai chụp ảnh với Lễ không? Ơ Lễ. Lễ. Ơ đây đây, có Lễ, Lễ đây, Lễ đây. Lễ đây, Lễ đây, Lễ đây, Lễ đây. Lễ đây này. Anh mau đi ngay cho xin chụp với anh một kiểu đâu. À, được, được. Ờ. Đợi em tí ạ. Chị ơi, chị giúp em. Lễ, lần đầu tiên, lần đầu tiên cả nhà ơi. Trong ngày hôm nay, lần đầu tiên. À, để anh gọi khách đi nhá. Vui quá, vui quá. Lễ. Để anh gọi khách đi nhá. Đây, đây, đây. Cô Lễ, cô Lễ. Cô Lễ, lần đầu tiên, mừng quá, vui quá. Cô Lễ. Ai chụp ảnh với Lễ không? Cho em xin chụp một kiểu với ạ. Có ai chụp. Còn chưa lên, Điệp ơi, xem bao nhiêu nào, lên xe trước đi nhá. Lên xe trước đi. Ôi, bye bye mọi người nhá. Em ơi, cho chị chụp ảnh với. Mất mạng rồi, mất mạng là mất địa bàn rồi. Em ơi, chụp mà. Ôi, chụp. Rồi, 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 em cảm ơn cả mọi nhà. Mất mạng đấy cả nhà ơi. Tại vì mình không có mạng. Mình không có sim, chưa có sim. Bắt wifi của quán. Linh lên xe ngồi nhé. Dạ, dạ.